chuyện ba con cua nói với nhau. Alo, mẹ nghe nè. Mẹ ơi, con thèm ăn cua. Cua gì con? Rồi, ngoan, học bài đi, tí nữa về mẹ ghé mẹ sang hàng giam mua cho nha. Chị gái, em nè chị ơi, cua siêu gạch nè, ta nói nó ngon, nhiều gạch, mẹ mới từ Cà Mau đó chị. Bà đỏ nha, mẹ biết, mẹ buồn đỏ nha bà. Xin hân hạnh giới thiệu, em là cua nâu Island, đến từ vùng biển Tây Âu lạnh giá và chù phú, được mệnh danh là loại cua ngoại siêu gạch, vừa mới đáp xuống sân bay của Hoàng Gia ngày hôm qua ạ. Ừ ha, từ tháng 8 đến tháng 2 năm sau là bà siêu gạch nè phải không bà? Chính xác, mùa siêu gạch của tôi chính là bây giờ nè. Bà nặng bao nhiêu vậy? Cua nâu của tụi tôi bay từ Island về đây mỗi đứa nặng từ 600 tới 1,2 kg nha. Đoàn cua nâu của tụi em sống ở vùng biển sạch Tây Âu, có đáy giác vàng và nguồn nước trong xanh. Ồ, tụi em có nhiều gạch luôn. Được mệnh danh là cua ngoại siêu gạch, chị yên tâm, khi hấp chín gạch của em, mùa này có màu đỏ cam, vị béo bùi, ngậy, cùng với đó là thịt chắc thơm, dai dai, đậm đà, nhớ mãi về sau. Ô là trời, nhớ mãi về sau nghe là thấy tức rồi đó nha. Nhưng mà em có dinh dưỡng gì, chứ con cua lông Thượng Hải hả? Trời ơi, nó vừa ngon vừa bổ, nhiều chất dinh dưỡng, chị ăn chị ghiền xuống giờ luôn đó. Em phục vụ xuyên thu nha chị bé ơi. Bà cua lông, bà sắp hết mùa rồi đúng không? Ừ, tôi sắp hết mùa rồi, thì bà về phục vụ tiếp. Thiệt ta nói, không biết ở đâu mà phục vụ chất lượng liên tục như hoàng gia luôn á. Bên đoàn cua nâu của em, mỗi thành viên đều giàu protein, lượng chất béo bão hòa ở mức thấp, còn giúp tụi em là lựa chọn hàng đầu khi ăn kiêng nữa đó nha. Ok, kế toán gia đình Duyệt Chi, em ơi lấy cho chị ba em bự nhất nha. Em, cân từng con cho chị coi thử mỗi em nặng nhiêu. Thiệt, bà giới thiệu ba nặng từ 8 lạ cho tới 1 kg, y như bắp. Ủa em,